6 con ngày hôm nay. Đây, vừa mới thả nó ra để cho nó nghịch một tí rồi quay. Gọi ra đằng đấy đi. À, lấy cái bát nước đi. Lục thị vô địch Việt Nam. Đàn này thì có cái chất lông tốt. Đó, ngày hôm nay thì mọi người nhìn con chó nó to hơn một chút rồi. Đều con. Có một con còi là còi hơn đây. Còi. Đó. Đó. Phóng thằng này. Cái. Đây. Hôm nay là cũng là vẫn là ngắm chơi rồi. Thì chưa có gì cả. Được. Lông ngắn. Cái lớp lông bên trong của thằng này là lớp lông màu hung. Đây là nhìn nó có hơi có ánh đỏ đấy. Lớp lông đệm của nó lớp lông màu hung. Còi này là con cái này, con cái còi này nó vẫn lớn đều nhé, nó vẫn lớn đều tỷ lệ so với bọn này, chứ nó không có bị lớn chậm hơn. Nó còi là do nó lúc bé là nó bị đi ngoài một thời gian ngắn, nó bị chậm lớn hơn so với bọn còn lại, và cái con còi này cái lúc nó đẻ ra nó cũng bé hơn một tí. Khi nó bình thường lại thì nó phát triển, cái tốc độ phát triển của nó như những con khác. Tức là con này nó bé nhưng mà khả năng rất là cao là không phải là khung nó bé đâu. Bây giờ nó bé hơn nhưng mà lớn lên chưa chắc con đã bé hơn. Mà cái con còi này cũng nghịch lắm. Con này răng cũng tốt. Con mà đã quài thì nó lại rất là nghịch. Nó nghịch nó lại càng quài hơn. Thường ở trong đàn ấy, một cái đàn chó ấy, nếu ấy mà cái lúc đẻ ra nó sàn sàn với nhau. Mà đến cái giai đoạn này là con nào mà nó quài hơn, nếu không phải là ốm thì chắc chắn nó là con nghịch hơn. Những con còn lại trong đàn. Nó nghịch hơn. Khi mà cái con chó con tại sao nó nghịch là nó mất năng lượng là một. Cái thứ hai nữa là thường là nó sẽ đi vệ sinh sớm hơn là những cái con ít nghịch hơn. Vì khi nó vận động thế là nó kích thích đi vệ sinh. Tức là nó sẽ không tiêu hóa hết được cái đồ ăn. Nó không hấp thụ được hết cái đồ ăn. Thì nó đã đào thải ra bên ngoài để cho nó nhẹ bụng, để cho nó chơi. Cho nó nhẹ bụng. Ở trong cái đàn này thì là cái con còi này. Còn cái còi này sẽ bán giá thấp hơn một còn lại một chút. À, quay zoom vào bọn này, một cái khuôn chân vào đằng sau ấy. Nó rất là dạng chó và nó rất cuốn người. Quay gần con lợn, nhìn con lợn to đùng này mà không có con nào sợ cả. Này con ra hít hít ngửi.
Nó vẫy tai cũng biết né. Lên gần đây. Đấy, toàn phía sáo đằng đấy. Đấy, toàn phía sáo đằng kia. Đây. Người thành công luôn có lối đi riêng. Đây là con còi luôn chơi có một cái chỗ chơi riêng, rất nhiệt tình chơi còi, nhưng mà chơi thì không bỏ sót trận nào. Đấy. Ra cũng giành được một miếng to ấy. Làm đồ chơi cho chúng nó giằng nhau. Mấy đứa kia ra đây. Nó kêu mất rằng của nó hơi khó đấy. Đấy. Giữ chặt chưa? Còi đấy nhưng mà giữ chặt lắm. Quát. Quát. Nào. Quát tiếp. Im nào. Kịp chưa? Bé nhưng mà đồ là nó gặm và nó gặm chặt nhất đấy. Để xem có con nào tranh được của nó. Đã biết vì sao nó quầy chứ. Đây chính là một nguyên nhân. Nó ham chơi hơn. Và nó ham chơi hơn và khi mà nó đã bé hơn một tí so với những con khác ấy, mà nó lại ham chơi hơn thì nó lại bé hơn. Như con này là như thế, là như con quầy này nó còn là con hấp thụ tốt đấy. Vì khi nó bé hơn đấy thì nó ăn cái lượng ăn ít hơn, nhưng mà nó lại nô nhiều hơn. Mà nhìn cái tốc độ lớn của nó ấy, là nó vẫn cứ sàn sàn như thế. Tức là nó lúc trước nó bé hơn bọn này thì bây giờ nó cũng bé hơn bọn này. Nó không bị bé lệch quá. Nó không bị càng ngày càng bé đi so với bọn này. Thì như thế là nó là như thế, là nó hấp thụ tốt đấy. Vì nếu mà nó đã quầy như thế là nó càng ngày nó càng quầy hơn. Ngon. Đó, hôm nay lại quay cái đàn chó con 6 con này cho mọi người ngắm tiếp. Vẫn là ngắm thôi. Khi nào mà tiêm vaccine xong thì lúc đấy sẽ chọn chó, lúc đấy sẽ quay từng con một để chọn chó để bắt. Như bây giờ vẫn ngắm thôi, nhưng mà những cái đàn này là đến hôm nay là kiểm tra được là tất cả chúng nó là đều là lông tốt, chất lông tốt, và tất cả chúng nó là răng đều tốt, khỏe vui vẻ. Đến hôm nay thì vì lúc này ông đang hóng cái gì được, ông đang hóng cái gì. Đến hôm nay thì có thể nhìn được cái đấy, cái thái độ chơi của chúng nó. Như hôm trước nó bé hơn, nó cũng đã chơi theo kiểu như này rồi. Nhưng hôm nay thì nó chơi nó có vẻ nó lớn hơn một tí. Mỗi con nó chơi nó chủ động, nó chơi ở một chỗ. Nếu nó có đồ. Đây nào. Ngoan lắm. Ây.
cho nó ăn đến giờ, giờ nó đói nó cứ quấn nó thôi. Đến giờ ăn rồi. Đến giờ ăn rồi nó cứ quấn thôi. Thế đi ra đây đi. Để anh quay vào một tí nữa cho. Rồi cho nó ăn. Gọi ra. Gọi ra ngồi xuống xoa vứt cho nó đi. Ra kia cơ, ra kia. Giờ ta ra đây để quay thì chúng mày lại phi ra đây là sao? Tức là chúng nó muốn phi gần ở đấy để chúng nó vào chuồng đến giờ chúng nó ăn. Kiểu như quấn ấy. Đấy, người quấn là